Làm gì? Dạ, nó cầm gì kìa? Ê, anh chạy! Bữa trước mày coi video mới không? Có. Video gì? Video cho tao đó biết không? Khóc luôn. Mày làm gì rồi trời? Làm khóc thiệt rồi đó mày. Rồi. Mày không nghĩ sao lấy kênh YouTube ra chơi tao? Nói nó chuyện như đạn vậy. Tao tưởng thiệt. Khóc luôn. Nỗi lòng khóc luôn. Buồn vậy chứ. Rồi mày hiểu lý do này sao tao kêu mày tới không? Cho nó nữa hay gì? Chơi lại chứ. À, chơi lại. Quân tử mà mày. Trả hù chứ. Chơi hai thằng luôn. Không trả hù nó mới không mà mày. Mình chứ ghét tí nữa, tí 100 năm hay các bạn. Mà thôi. Thôi cũng nó cũng lính mới vô mà. Kệ đi. Con quỷ kia kìa. Tình cảm anh em một năm trời mà giỡn với mình vậy đó. Buồn lắm bạn. Nên là hôm nay con tín tham gia chung mình nha. Chứ không chơi chung tín được. Rồi kêu nghe mày ra đi. Tín ơi, chở ra chào bạn lượt luôn mày. Đi toilet đâu, dạ ra đây chào bạn ngay. Mày chở. Vô đi tín à. Chào bạn cái tín. Chào gì? Chào bạn nha. Hello mọi người nha. Chào bạn nha, mình tên Long. Chào mừng bạn đến với kênh Phong TV Vlog nha bạn. Hôm nay là một cái clip trả hù riêng của mình. Cũng là một clip quay kiểu mà troll cho mọi người coi nói chung. Ok không? Cho em trả hù một tín. Trả hù gì? Tín nên giết cái lùn cho trả hù. Tao làm gì? Tao ăn theo chứ chán. Tao kêu làm sao làm vậy, không biết gì đâu mà vụ gì. Đi em. Nhớ vụ chứ không? Không chơi đâu. Vụ gì? Hai quay đó tôi nói vụ gì nữa. Tao quýnh nó được gì. Nhớ lại. Sao? Giờ nay tao trả hù. Chỉ nhờ tao trả hù không á. Mà nhờ mày diễn tiếp thôi. Ok, diễn gì? Này coi như mày chuột lại lỗi lầm. Ừ. À, clip sau chơi mì khác. Okay. Clip này không chơi. chơi cái đầu rồi. Nhớ rồi. Kế hoạch hôm nay là nói suy nghĩ vậy nè. Mày giả bộ là mày có gậy đi. Có gậy hả? Giả bộ thôi chứ mấy bạn biết nó FA nghe bạn. Tụi FA giả bộ. Giả bộ ác quá, giả bộ nó đau của tao. Giả bộ đi. Ok rồi, tao giúp mày. Mà. Giả bộ là mày có nghiêu. Trong mày quỷ phong á. Mày cướp nghiêu của mày. Nhân tình cướp nghiêu mày. Cẩm sừng đó ha. Ừ. Tức rồi. Ok được. Cái nhà tức nha, tức lên. Rồi, tức lên. Chào lâu có nghiêu mới vậy mọi. Ok. Cho mày cứ tình hình đó là chơi tiếp. Là hang bay cứ như chăm vô vậy. Chăm vô miễn nói gì chút mấy bạn biết gì. Ok. Giờ mình bắt đầu ăn phong rồi. Nó chưa xuống mà mày kêu tao ra cho nó, mày nói nó đâu rồi. Bữa nay nó quay clip gì qua nè. Biết nó đâu. Nó kêu tao xuống đây quay clip ăn gì đó, tao mới xuống chứ. 100.000 lên khắp cầu lãnh. Nhớ rồi. Nó chơi xuống bạn ơi, trời xuống nha bạn. Xuống lại. Anh xanh vô liền luôn, quay liền không? Okay. Giờ mình kiếm góc quay cái mình đặt cái nghe các bạn. Coi, các bạn thấy hay thì nhớ like, share, đăng ký cho các kiểu rồi mình cảm ơn các bạn nha. Giờ kiếm góc quay ra. A few moments later. Chơi vậy có quá đáng nó không mày? Không. Mà không quá đáng đâu. Mà là tao khóc luôn mà quá đáng. Tại mày mới nước á. Cho xíu khóc khóc. Em làm trong gym. Làm trong gym mới đi rỡ nước mắt ra được khóc hết trơn. Trung Vinh gán ngay gì chim Vinh. Ok. Tính thì gắt thôi. Tình nữ tôi cái này cho người ta tôi nghe lắm. Có bữa. Ai cướp lên mẹ. Đây. Này tới sớm bạn bạn tới sớm giờ. Bạn sớm một tí đồng hồ bạn. Hẹn 3 giờ 4 giờ bạn tới. Chuyện chết rồi giờ ấy. Thấy chưa? Ngủ ăn nhậu. Đây nè. Đi đâu? Đi nè. Đi đâu? Hả? Đi đâu? Đi mà đi cầu lãnh quen 100.000 ăn chơi à? Thằng 100.000 hết rảnh là được gì không? Thằng 100.000 gì quan trọng, quan trọng hơn có câu chuyện không kìa. Vậy gì đi cho. Dạ. Đưa nó ngồi xíu, chơi đi. Tiếm bữa nay nó hơi cọc rồi kìa. Thì cho nó xuống nãy giờ nó cơm bắt đâu quá trời. Đi ra nói chuyện coi chú còn quay được cái clip cái nãy cái chú quay nữa không? Nói gì? Nói gì?
có nhắn tin với ai không? Có em rồi. Tao vậy đâu, chưa có. Vậy thì có đó, sao mày không nhắn tin? Mày chưa ghê. Để thôi thôi, tao nghe tí nói rồi. Đi nè, nghe này đừng sốc nha. Tí kia tao nói giùm á. Mày giật ghê đó. Mày giật ghê đó. Được chưa nội? Sao? Đó đó. Cảm ơn ông nội. Đi ngày sau thấy đứa nào nhắn tin tao đâu. Nè, ngày nào tao ngồi nhà tao thấy đâu ông nội. Ghẻ nó nhắn tin. Ông nội ơi, cái gì có là nó có, không phải không? Lâu lâu nói có xà mà. Lâu lâu có một cái gái nhắn tin cái tiện tưởng ai có bồ rồi ai nhờ cái gì. Có, không có nhắn tin. Đâu? Đâu không, mày gọi nó càng. Mày nói mặt tới càng. Là gì? Anh em nó nói này đâu để chuyện xàm nó chứ đâu nhiều lâu có nghệ với mày cho nó chứ gì gì cha tao không có nhắn luôn không có nghe mày nhắn trời ơi gì? Người ta nhắn nhiều lắm mà tao đâu có trả lời đâu trả lời chứ nổ cũng lâu lâu anh em ba nhắn không trả lời giữ quỷ yêu rồi chứ gì vậy đi có thay đổi đi bận đồ đi nè dạ nó chạy nó gà bận đồ không chạy gì đâu quay nữa chỉ sao mà chơi cho mà cắm sừng để mà quay clip đi rồi chơi chơi ngoài đường thường không có gì tin nhắn nãy đâu đưa cô rồi con nhỏ nó nói giờ nó bỏ lên tiếng nhắn vậy tao mà nó nói sao nhắn nói vậy nè nó nhắn với tao á nó nói hôm qua có anh gì anh Nguyễn Phong gì nhắn tin cho em nè cua em gì nè có không nói là coi đi không nhắn tin vậy ông nội vậy nữa mà nó nhắn tao hồi nào ông nội nó nào hả nó nhắn tao gì á coi lại đây coi đi đọc kỹ tên nha như mày nhắn vợ chia thì cái con Trúc là con nào à Lan hạnh phúc đi mày nhắn cái vợ chia tay nhỏ cái con Trúc lần nào ông nội mày quen nhắn tin nào tao cho anh em cũng vậy bữa cái bị ngáo hả cha tao nói giờ ế mẹ có ai mà quen tao bởi vậy ế đó nhắn tin mày mày chịu mày cái vợ mày chia tay luôn nè nghèo lắm từ con mà em chơi vậy đó ngồi ngồi cái lên tím xíu lần để ngồi chạy vô bút cây dao uống máu nữa thôi đi chứ gì nó nói thì cũng đâm nó sao mày xạ mày dễ ảnh nó quen thì được mày nhắn tin gái mày nói một tiếng để biết lỡ đâu đụng hàng là ảnh ngáo rồi đó chơi phải không tao mẹ xuống thì tưởng đâu về tưởng đâu kêu mà tao vẫn giỡn thôi quay đi kệ kệ gì kệ 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 với con ta giờ anh đi qua kệ nói nào tao nói không có con nhỏ nào nhắn con nhắn nhiều đứa lắm có trả lời cái đứa nào đâu mình biết gì vậy trả lời không lẽ trả lời hết biết nhỏ nào tao thấy hờn luôn trả lời có nhỏ nào lên chút con ra đưa chụp hình tao nhắn mày coi đâu đó nè chán như ơi trời mấy ngày điên khùng vậy á điên khùng vậy với nhau nó nói cái luôn nói là anh không nhắn tin của em cho mày coi tin nhắn luôn mà mày còn nói nữa tao có nhắn đâu mày nghĩ sao tên mày không phải mày nè mày để giỡn cho cho mày giả không lẽ được nhìn tin tao rồi ra tin Phong ừ trời ơi trời ơi trời ơi mày đó giờ ấy là đi nào mà tao quen ghệ tao mới nói với em tao nói với em quen ghệ tao nói mày á gọi giấy ghệ mày tao cướp để tao biết nhỏ đó mày có ghệ mày không nói tao sao tao biết rồi mày sao mày có ghệ sao mày không nói mày sao mày không biết đâu tự nhiên không nói mới quen bốn ngày mới quen bốn ngày đây tìm hiểu nó mới nói tao luôn á tại vợ dù gì mày mới nói tao là nhỏ là chúng luôn á phải không nghe chúng nói thiệt sự mới nó có ghệ à tao không phải trời tức tôi á tao nói là có hồi đó tao nghe Vinh là Vinh nói mày này kia tao cũng không tin giờ á chuyện xảy ra giờ tao mới tin á có tao nói rồi tao không có ngàn này mày nói tiếp coi mày làm nó hoài luôn đó mày làm gì vậy nói tiếp hả gặp tao nhìn tím nãy giờ mực luôn rồi thôi thôi mày nhìn tính giỡ rồi giờ đi quay nè bỏ đi cái đó đi mời tính không tính ủa chuyện tình cảm tao đi không mời tính lo quay cái này quan trọng hơn anh em quan trọng hơn kỹ là tao không có mà gì vậy lẽ tao đi cướp ghệ mày mày đi hả tao mà tao không có vậy có vậy này gì nhắn này nha biết cha nội đỡ mày lấy tiền nhắn mà mày đổ bộ tao thì sao hiện giờ đang đi quay tiếp ngồi đây nãy giờ ngồi nó nhảm đi ông rồi thì khùng á như tối gian bây giờ ngồi nó nhảm bây giờ 4:15 luôn rồi nó hết mày tại vì mày nữ luôn rồi nó hết mày tại mày nổi tiếng còn
Tiến nào mới lấy nhiêu mà. Lời nói của mày đương nhiên ăn hơn Tiến rồi. Ờ là trời, cứ kể cái gì mà cứ kể đâu mà cướp. Mà tôi không có nhân mà, không có nhân ai trơn, cái tên đó trơn á. Không có đứa nào tin chút. Đã cái tin nhắn ghê ghẹ vậy mà mày còn cãi nữa, thôi tao lại mày đúng không? Tao sợ mày đúng không? Thôi tiếp, thôi tiếp. Chán mày, mày đi chứ đụng. Con cướp đâu mới cắm cái sừng đầu cướp gì? Cắm cái đâu, chừng mấy cái. Ờ, tao không có gậy, mà tao dính luôn. Đầu mày đổi lớp sầu riêng hay gì vậy? Sầu riêng cái gì trời? Tao lâu nãy lên quay cái gì có chuyện. Ai biết? Chán dưới trời thừa. Ghệ gì ba nay thấy nó không có nhắn mà 4 ngày nay không biết nào nhắn tao tin chút. Cha nội thì ông nói gì, ông đưa tin nhắn coi nội nào nói tin Phong lộ bằng Phong nào rồi đó. Mà phải mặt mày không? Mày thấy tôi phải mặt mày không? Trời, nó nhắn lộn thằng Lâm đó. Này nè. Ủa thằng Lâm mà để mặt thằng Phong hả? Hả? Tả tin nhắn rõ ràng mà nó còn nói nữa. Phải chi hình không phải của nó thì hình của nó luôn, tên nó luôn. Không có nè nội, giờ mày nói gì mày nói gì mà mệt mày quá. Khùng hả? Quay đi, không có, nó không quay có. Quay không? Thôi đi. Thôi, nó chậm gì, giờ nó chậm gì vậy? Ê, thôi. Ê, chạy, chạy. Thôi, chạy, chạy. Thôi, 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 thôi. Đây nè, cha, cha. Mày cứ đi. Mày không được chết. Cha đi khủng quá vậy? Mày giờ mày quay đâu? Mày nãy giờ mày quay vậy? Mày không được chết. Đánh, 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 Mày bịa cho lắm. Làm gung đuổi tao bằng quý này, cầm cho tiêu mà của tao mà than thôi vậy. Cái nữa, nghĩ luôn. Ăn gì nghĩ. Vậy là có ai có mới chạy nè. Ờ, có sợ mới chạy. Gặp tao. Gặp tao không có tao đứng vô quýnh luôn. Ờ. Cầm cho tiêu rượu cái hên á, cầm cho tiêu cầm dao chết hả? Ủa ai xô mày vô nữa hả? Mày với ai? Nó đứng lại rồi ông nội đẩy luôn. Đứng vô mày. Rồi mày mày biến mày. Ok, cho hồ thành công rồi đó. Cắt rồi. Tắt cái này ra đi. Nhìn vô mày đâu. Quýt đi, quýt đi. Đây được lắm nha, vừa có cửa chơi bên này cửa nè. Ừ, tao lại, tao lại. Bữa nay thiệt à. Bữa nay gặp nãy tao cầm chai tiêu đọc thiệt đó. Tao về luôn, nghỉ lăn luôn, cho mày ăn lăn. Bạn hay sao các bạn? Kiểu như lúc này là mình cho mình trao hồ thành công nha các bạn. Cảm ơn bạn đã coi video nha. Phong cũng sợ chết chứ mọi người. Nó sợ trả tiêu các bạn. Ý là có bước đứng của chồng các bạn cái đó mà đuổi thiệt luôn cho mọi người. Nghĩa là sắp rồi bữa nay là có hết đâu. Vậy là không vui đâu, là nhìn không vui. Đúng rồi. Thôi coi tới đây, coi tới đây thì cũng lâu rồi. Tốn thời gian các bạn rồi đó. Cảm ơn bạn đã coi video của anh em tụi mình nha. Thấy hay thì nhớ like kênh. Ơi Việt Bình. Bữa một cái nha. Nhớ like, share, đăng ký kênh Phong TV Vlog nha các bạn. Cảm ơn bạn đã coi video. Bye bye mọi người nha.